chào tất cả mọi người. Hôm nay mẹ sẽ làm nấm để trực cho hai con ăn cả nhà. Lua thì đang ngủ nên Lucy thì đang chơi mẹ. À, sao hả? Chú mẹ chơi hả? Chú mẹ chơi hẳn tôi. Mẹ làm trứng cho con ăn nha. Giờ mẹ sắc nha, sắc nấm vào đây nha. Cái cưng của mẹ nha, ổn tạo. Chào bạn này. 1 triệu. Cái này được rồi nha. Thằng ngắn trường bay. Trường bay. Đây đây, mẹ cho. Đây đây, mẹ cho. Mẹ cho đây.
Lấy muỗng nha, mẹ ăn nha. Lusi này. Chị ơi. Đây nè. Đây nè. Ăn nữa nha. À. Xin chào quý vị tại đây cả nhà. Để hồi chị Lu nghỉ dài khi ăn giờ giờ Lu đang còn ngủ. Và hai mẹ con mình ba làm Lucy ba này. Lucy ba này, có gì gì ba mọi người này. Ba, ôi giời ôi giời ôi giời. Ba. Lucy ba mọi người nha.